Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Qualcomm xác nhận hợp tác lâu dài với Samsung. Theo thông báo tại buổi họp tài chính quý 4 năm 2023, Qualcomm xác nhận đã gia hạn thỏa thuận cung cấp chip Snapdragon cho dòng Galaxy cao cấp của Samsung. Đại diện của dòng lửa cho biết thỏa thuận kéo dài nhiều năm bắt đầu từ Galaxy S24 và ít nhất sẽ bao gồm cả dòng S và Z trong tương lai. Điều này đồng nghĩa Samsung sẽ tiếp tục trang bị chip Snapdragon để mang đến hiệu năng tối ưu trên flagship. Những năm gần đây, Samsung chỉ nhập Snapdragon cho một số mẫu cao cấp như là S24 Ultra. Đồng thời, Samsung cũng dự kiến phát triển Dream Chip Exynos mới với tiến trình 3 nanomet do Samsung Foundry sản xuất, được trang bị trên S25 chạy song song cùng Snapdragon. Với việc nâng cấp động lực sản xuất chip, Samsung hướng tới cạnh tranh ban đầu với Snapdragon của Qualcomm về hiệu suất cũng như công nghệ tiên tiến trong tương lai. Tin tức tiếp theo, rò rỉ về Redmi K70 Ultra và Note 13 Turbo. Nhiều thông tin xoay quanh hai mẫu smartphone mới là K70 Ultra và Note 13 Turbo đã được hé lộ. Mới đây nhất, leaker Smart Pikachu xác nhận K70 Ultra sẽ trang bị pin lớn hơn, cụ thể là 5.500 mAh, cao hơn so với mức 5.000 mAh trên phiên bản trước. Trước đó, các thông số kỹ thuật chính khác cũng tiết lộ như là màn hình OLED 120Hz 1.5K, chip Dimensity 9300 cùng RAM 24GB, bộ nhớ trong lên tới 1TB. Đối với Redmi Note 13 Turbo, nguồn tin xác nhận máy sử dụng Snapdragon 7 cộng Gen 3 và có thể ra mắt toàn cầu với cái tên là Poco F6 5G. Mẫu Note mới này dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm. Hai sản phẩm mang đến nhiều triển vọng cho người dùng với cấu hình mạnh, pin lớn. Đặc biệt, K70 Ultra hứa hẹn là một trong những flagship tiềm năng của Redmi trong năm nay. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Honor hứa hẹn tỏa sáng. Honor vừa xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu tại MWC 2024 diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha. Điểm nhấn là dòng Magic 6 Series và điện thoại gập cao cấp Magic V2 RSR. Theo nguồn tin, Magic 6 Series gồm phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Pro, trang bị Snapdragon 8 Gen 3 mạnh mẽ cùng RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB, màn hình AMOLED 6.8 inch LTPO cực sáng cùng hệ thống camera chuyên nghiệp. Magic V2 RSR hứa hẹn là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp thiết kế thanh lịch của Honor và Poster. Thân máy được khí động học hóa cùng cửa sổ trượt sang trọng bảo vệ màn hình ngoài. Sự kiện Honor sẽ diễn ra trước ngày MWC chính thức ra mắt công chúng toàn cầu hai sản phẩm đẳng cấp. Đây được coi là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế của thương hiệu trên toàn cầu. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.